Hey, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái app rất là hay mình đã và đang sử dụng thời gian gần đây, đó chính là AdBump. Thì cái app này rất là hay luôn. Cái app này mình thường xuyên để sử dụng để mà mua bán đồ streetwear hay là giày. Chủ yếu là mình bán giày ở trên này. Thì cái app này rất là hay. Mình rất là recommend những cái bạn nào mà đang ở bên nước ngoài hoặc là cũng có thể là bên Việt Nam mà muốn mua bán hay trao đổi streetwear bằng cái app này thì nó cực kỳ hay luôn. Trước đây khi mà mình bán giày á thì mình thường là đăng các trang mạng của local, tức là chỗ vùng xung quanh mình. Cái hay của việc bán này là thứ nhất là mình nhận tiền mặt và mình phải lái xe mình gặp người ta rồi mình gặp ngoài đời. Nhưng mà vấn đề là scam rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều vụ trộm cắp cho kiểu như vậy. Thứ hai là nhiều lúc họ hẹn mà họ không xuất hiện. Đó, rồi buôn bán trên mạng thì scam rất là nhiều. Bạn phải tìm những cái chỗ nào mà uy tín để mà có thể giao dịch. eBay cũng rất là nhiều scam, một số trang mạng khác, ngay cả trên Facebook cũng rất là nhiều scam luôn. Cái chỗ mà mình cảm thấy an toàn nhất chính là StockX and Goat. Thì hai cái chỗ đó, thứ nhất là mình bán là giá rất là sát thị trường, và cái thứ hai là cái chi phí họ lấy rất là cao, 12% lận. 12% của, ví dụ bạn bán một đôi giày 1.000 đô la Mỹ, 12% là bạn mất 120 đô la Mỹ rồi. Thì thực sự bạn chỉ cầm về 980 đô la Mỹ thôi. Thì đó là một con phố rất là lớn luôn. Thành ra là thời gian gần đây mình sử dụng một cái app mới, nó tên là Bump. Thì mình để cái link ở phía dưới các bạn có thể download ở dưới đó. Thì cái app này hiện tại là đã có ở trên iOS và Android, thì các bạn có thể download. Thì mình để cái link ở phía dưới, thì các bạn bấm ở dưới để mà download cái app này. Thì cái app này rất là hay, mình rất là thích, tại vì là bạn có thể mua và bán. Thì cái chi phí ở trên Bump thì khá là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với StockX. Thì ở bên StockX và Goat thì đều lấy là 9% cộng với 3% của PayPal, thì ở bên đây chỉ lấy có 6% thôi, cũng cộng với 3% của PayPal. Cái tốt ở trên này chính là họ được protect bởi PayPal. Cái đó giúp rất là nhiều để mà phòng trừ những cái gọi là scam, những cái mà lừa đảo ở trên mạng, thì đã có PayPal đứng ở giữa để mà giải quyết vấn đề. Khi mà mình mở cái app này ra thì nó sẽ như thế này. Giao diện chính thức, và cái giao diện của cái app này thì hiện giờ thì nó đã có hỗ trợ tiếng Việt luôn. Thì mình bấm vào đây, vào mục setting ở đây thì mình có thể là chọn cái ở mục cài đặt này. Rồi, thì ở đây nó có ngôn ngữ là có hỗ trợ tiếng Việt luôn. Thì mình đã chuyển sang phần tiếng Việt để mà hướng dẫn các bạn. Nó khá là đơn giản ở cái mặt đây, khi mà bấm vào nút Home ở đây thì nó ra giao diện chính của nó thì là ở đây rất là rõ. Các bạn nhìn thấy cái chữ tìm kiếm ở trên cùng. Thì khi mà mình ấn vào tìm kiếm thì mình gõ một món đồ mà mình đang muốn, ví dụ như là Supreme CDG đi. Mình đã tìm kiếm món đồ này và nó sẽ hiện ra. Và đây, nó sẽ hiện ra tất cả những món đồ mà của Supreme CDG collab ở đây. Bạn có thể kiếm rõ hơn khi mà bạn gõ là t-shirt hay là hoodie hay là cái gì đó, thì nó sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Thì nó hiện ra rất là rõ ở đây là Supreme CDG Bogo Box, rồi condition là mới hay cũ, rồi size nào thì nó hiện ra rất là rõ ở ngay đây. Khi mà bạn muốn quay lại thì bạn bấm vào Home ở đây thì nó sẽ quay lại trang chính. Và ở đây thì rất rõ sẽ hiện ra là cái mục mới nhất ở đây, thì là hiện ra tất cả những món đồ mà mới up lên. Rồi ở mục streetwear này thì sẽ hiện những cái quần áo streetwear mà mọi người quan tâm. Thì ở mục vintage này thì nó sẽ hiện ra một số món đồ đã qua sử dụng và nó thuộc loại là hơi bị classic, thì nó nằm ở đây. Rồi cái mục mà đang theo dõi ở đây thì mình nghĩ là nó đang show ra những cái món đồ mà mình đang quan tâm ở thời gian gần đây. Ngoài ra thì nó có một cái phần rất là hay mà mình thích ở trên app này, đó là phần lọc. Thì khi mà bấm vào chữ lọc ở đây thì nó sẽ hiện ra rất là rõ các cái tiêu chí lọc ở đây. Ngay ở phần trên cùng thì nó hiện ra là brand. Nó sẽ hỏi các bạn là các bạn quan tâm đến cái brand nào, thì nó sẽ hiện ra rất là rõ những cái brand mà các bạn quan tâm, giống như ở đây. Những cái brand rất là nổi tiếng của streetwear như là Supreme, Place, Bay, Para, Off-White, Gosha, Kid, Adidas, Stone Island hay là Nike, thì nó hiện ra rất là rõ ở đây. Rồi mục thứ hai là màu sắc, thì các bạn chọn được là màu sắc các bạn đang tìm kiếm món đồ màu sắc như thế nào. Cái thứ ba là mục hạng mục, thì các bạn có thể kiếm bằng là áo hay quần hay là áo khoác hay các loại giày hay phụ kiện hay là Froxy. Thì Froxy này mình sẽ nói ở phần tiếp theo của video. Ngoài ra thì ở đây nó còn hỏi bạn các bạn là về kích cỡ, rồi điều kiện là hàng mới, hàng đã qua sử dụng. Rồi nó có một cái filter về giá ở đây, thì các bạn có thể chọn những cái giá mà còn nằm ở trong cái price range của các bạn. Rồi vị trí thì nó có 3 thị trường lớn nhất, đó là châu Mỹ và châu Âu và châu Á. Thì các bạn có thể chọn được ở đây luôn. Ví dụ như là mình ở Việt Nam thì tất nhiên là mình sẽ chọn là châu Á, tại vì mình muốn là giao dịch càng gần càng tốt á. Thì giống như mình ở đây thì mình ở Mỹ thì mình chọn là giao dịch là châu Mỹ. Đó, rất là hay. Sau khi mà mình tìm kiếm hết thì ví dụ mình ở đây mình bấm Supreme, cái áo màu đỏ, rồi mình kiếm một cái áo t-shirt size medium, hàng mới, và giá thì không sao cũng được, và ở Mỹ. Thì khi mà mình bấm ra thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái sản phẩm như vậy. Thì ở đây có 4 cái sản phẩm mà match với những cái gì mà mình đang tìm kiếm ở đây.
Đó, rất là hay. Ví dụ ở đây là ngoài ra mình đang quan tâm đến cái áo này đi, thì mình bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cái giá, cái này là hàng mới rồi người bán ở đây, thì mình có thể bấm vào người bán để mà có thể là xem được cái sản phẩm mà người này đang bán. Thì người này đang bán khá là nhiều sản phẩm và đang có rất là nhiều, đang có 5.267 người theo dõi lắm. Thì đang được đánh giá là 5 sao, thì có thể là người này rất là legit luôn. Thì mình có thể là dễ dàng nhìn thấy những cái sản phẩm khác của người này. Và ngoài ra thì khi mà mình đang muốn mua sản phẩm này đi thì mình có thể nhắn tin. Thì nếu mà bạn nào biết tiếng Anh thì có thể là dễ dàng hơn trong việc giao dịch. Tại vì những cái này là những cái rất là cơ bản của tiếng Anh thôi. Thì các bạn hỏi là hey, is that item still available? Tức là cái sản phẩm này còn còn không, và how much is the lowest price you can do? Tức là cái giá thấp nhất bạn có thể lấy được bao nhiêu thì bạn hoàn toàn có thể mặc cả với người ta ở cái mục này. Đó. Mình show qua các bạn về cái sản phẩm này. Ngoài ra thì để các bạn yên tâm thì là cái app này được protect bởi PayPal. Thì tất cả những cái trang web truyền thống như bạn mua hay là bạn bán đi thì đều là có PayPal đứng ở giữa để mà bảo vệ cho các bạn. Giống như kiểu bạn mua hàng fake thì bạn có thể report lên là nói là ồ cái đôi này là fake hay là gì gì, thì họ sẽ trả tiền lại cho các bạn, thì các bạn không yên tâm về vấn đề đó. Ngoài ra khi mà bạn bán thì bạn gặp người nào scam thì họ sẽ tìm cách để họ trả lại tiền cho các bạn, thì các bạn có thể rất là yên tâm khi mà giao dịch ở trên này. Ngoài ra thì ở trên app này cũng có một đội ngũ rất là rõ để mà có thể là rà soát những cái sản phẩm qua hình, nhìn đến những cái seller nào mà đăng những cái hình mà không rõ ràng hay là nghi ngờ là fake á, thì họ sẽ kéo cái đăng nó xuống đi và sẽ không có những cái scam ở trên này. Thì đây là những cái mà họ đã rất là muốn để mà bảo vệ quyền lợi cho những người mua. Ngoài ra trước khi mà mình sử dụng cái app này thì mình có lên YouTube và tìm hiểu, thì họ được đánh giá khá cao bởi một số YouTuber nổi tiếng như là Richie Lê này, hay là Ari Patro này, hay là Blazendary này. Họ là những cái người đã từng mua bán và giao dịch ở trên cái app này và họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà sử dụng nó. Thì mình rất là recommend các bạn sử dụng cái app này. Ngoài ra thì có một cái mục rất là hay mà mình muốn nói với các bạn ở trên cái app này, chính là cái mục proxy. Thì rất là hay luôn, cái mục proxy này chính là cái mà những cái người ở trên này này có thể claim cho các bạn hay là mua giúp các bạn những cái món đồ mà rất là khó để mà mua khi mà release, thì các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào mục proxy này, rồi mình tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái proxy mà giống như là những cái offer mà mình giúp mình là kem dù mình mua những món đồ này á. Thì ở đây ví dụ như là có đôi Nike Air Force 1 V2 Off-White ví dụ đi, thì mình bấm vào đây nó sẽ hiện ra cho mình ở đây đó. Thì người này ở vị trí là ở Polska, hình như mình nghĩ là ở Ba Lan. Thì người này giúp mình là mua cho mình cái món đồ này với giá là 170 euro cộng với cả cái giá retail. Thì đây là một cái cách cũng khá là hay cho các bạn nào mà muốn mua những cái món đồ mà nó hơi bị khó mua và có thể nhờ những cái người này mua. Thì cái giá này hoàn toàn có thể là mặc cả được, giống như là những bạn nào ở bên châu Âu gần với cả cái người mà đang đứng ra làm proxy này, chỉ có thể nhờ họ hoặc là mặc cả họ giúp bạn có thể là mua những món đồ đó kèm dùm các bạn hay làm sao. Thì trước đây thì mình đã từng thử một cái món đồ mình mua Supreme, thì người đó mua cho mình cũng khá là ok. Ngoài ra thì như mình đã nói ở trên thì thời gian gần đây mình có đăng một số món đồ ở đây bán, thì mình đã bán được hai sản phẩm ở trên này khá nhanh và gọn lẹ luôn. Thì rất là dễ dàng để mà bán được sản phẩm ở trên này, các bạn chỉ cần bấm vào cái nút trên cùng ở giữa này, rồi gõ tên mặt hàng. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ bán đôi zebra này đi. Thì bây giờ mình sẽ gõ là Yeezy bạn 50 V2 zebra, gõ là 2018. Rồi bây giờ thì mình chụp ảnh để mà chụp mấy cái tấm hình để mà đăng lên. Mình chỉ làm mẫu cho các bạn thôi. Tại vì khi mà đăng lên bán á thì mình phải chụp hộp rồi các thứ rất là rõ ràng, thì ở đây mình chỉ chụp đạm 3 tấm ở đây đi. Rồi. Bây giờ là tình trạng thì mình ghi là hàng mới, hạng mục thì mình ghi là giày các loại. Đó, rồi số lượng thì cái này là size thì mình ghi là size này của mình nhưng mình muốn là size 4 nha. Rồi chuyển tới thì mình chấp nhận là chuyển toàn cầu. Ngoài ra thì mình có thể trả thêm họ tiền shipping. Thì giá chuyển hàng đấy mình ghi là 12 đô la Mỹ và giá chuyển hàng quốc tế thì mình ghi là 20 đô la Mỹ. Department ở đây thì là streetwear. Rồi màu sắc thì mình để trống, mình không ghi màu sắc gì hết.
Rồi mô tả thì mình ghi những cái câu tiếng Anh rất là đơn giản, giống như là selling my Yeezy 350 V2 Zebra size 4 condition DS cop from finish line with receipt 100% authentic. Đó, rất là dễ dàng, các bạn có thể là gõ như thế này và đăng lên. Quên, mình chưa đăng mức giá. Thì bây giờ mình đăng cái mức giá mình muốn. Thì ở trên này thì mình thường đăng hơi cao hơn một xíu so với cái giá mà thị trường đi. Ví dụ như bây giờ trên Shopx đang bán là hình như là 280, 290 gì đó. Bây giờ mình bán 300 đi. Rồi có gì mà họ mà cả xuống dần. Thì đăng ở đây. Rồi nó hỏi là hàng thật hay không thì tôi đồng ý. Đó, vậy là một món hàng của mình đã được đăng lên. Rất là dễ dàng và các bạn thấy là món hàng mình đang đăng lên ở đây. Thì chưa có nhiều ảnh nhưng mà thực sự thì lát nữa khi mà mình có thời gian thì mình sẽ... Bây giờ mình đang quay, lát nữa khi nào có thời gian thì mình sẽ chụp lại và mình đăng lên. Đó, rất là đơn giản luôn. Rất là đơn giản, mình đã show các bạn là làm sao để mà đăng được những món hàng này lên. Ngoài ra trên đây thì mình có cái app của mình. Thì mình sẽ để cái link của cái mình ở dưới đây. Và nếu mà bạn nào quan tâm thì download cái app này và follow mình. Thì thực sự đây giống như một cái social media. Và nếu các bạn có thể gõ tất cả những ai mà bạn quan tâm, hay là những cái người nào mà nổi tiếng, hay là những cái seller nào mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng, thì bạn có thể follow họ giống như là trên Instagram vậy đó. Qua đó thì các bạn có thể giao dịch và trao đổi ở trên này rất là dễ dàng. Thì các bạn nhớ là follow cái account của mình để mua ủng hộ mình nha. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở video ngày hôm nay thôi. Thì nếu bạn thích video ngày hôm nay thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình. Comment ở dưới cho mình biết những suy nghĩ gì về video ngày hôm nay nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.